Hoa của trà mi đỏ cung đình thì có một màu đỏ tươi này, các cánh hoa xếp chồng lên nhau này, từng lớp một, rất là đẹp mắt đấy. Màu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng, phú quý, an khang nhé, may mắn cho năm mới này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì nhà vườn Huy Hoàng xin giới thiệu đến các bạn dòng hoa trà mi đỏ cung đình hiện tại thì đang đậu ngũ rất là sai tại vườn nhà mình các bạn nhé. Đấy. Những cây mình đang giới thiệu ở đây có chiều cao khoảng từ là 60 đến 70 phân các bạn nhé. Cành tán của nó rộng khoảng từ là 50 đến 60 phân. Đấy. Sinh trưởng phát triển rất là tốt, khỏe mạnh rồi. Bên mình đã trồng trong chậu này, ủ rễ, dâm mụ bầu đất rất là kỹ lưỡng, ổn định các bạn nhé. Đấy. Rất là sai nụ các bạn này. Đấy. Cành tán đã được cắt tỉa rất gọn gàng. Bên cái gốc của đoạn này khoảng tầm hơn 1 phân các bạn nhé. Đấy. Bên mình trồng cho một cái bầu chậu rộng khoảng tầm 20 phân, cao khoảng tầm 20 phân các bạn nhé. Đấy. Đang đóng nụ rất là sai rồi. Như nứa hoa trà mi đỏ cung đình này thì hiện tại bên mình đã tiến hành ủ nụ để chuẩn bị cho vụ Tết sắp tới các bạn nhé. Đấy. Những cây hoa trà mi đỏ cung đình này rất là sai các bạn nhé. Lá ở đây các bạn này, một màu xanh thẫm nhé. Viền lá sẽ có những đường răng cưa rất nhỏ này. Đấy. Lá thì bằng này, không xoăn các bạn nhé. Đấy. Dễ dàng để phân biệt thôi. Nụ hoa rất là to này, rất là sai các bạn nhé. Một cây như này thì có khoảng từ là 30 đến 40 nụ hoa này. Đấy. Mầm non sinh trưởng phát triển rất là tốt, khỏe mạnh rồi. Thời gian ủ nụ của cây thì thường kéo dài từ 4 đến 5 tháng các bạn nhé. Đấy, giống hoa trà mi đỏ cung đình này thì thời gian ủ nụ của nó sẽ lâu hơn những giống hoa trà mi khác các bạn nhé. Đấy. Hoa nở thì vào giữa tháng 12 âm lịch, kéo dài qua đến Tết Nguyên Đán. Hoa của trà mi đỏ cung đình thì có một màu đỏ tươi này, các cánh hoa xếp chồng lên nhau này, từng lớp một, rất là đẹp mắt đấy. Màu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng, phú quý, an khang nhé, may mắn cho năm mới này. Các bạn mà có nhu cầu muốn sưu tầm giống hoa trà mi đỏ cung đình này thì có thể liên hệ trực tiếp nhà vườn nhà mình nhé. Hiện tại thì các bạn mua này, giá thành của nó sẽ rẻ hơn so với dịp gần Tết các bạn nhé. Đấy, thời điểm Tết thì giá của loại hoa trà mi đỏ cung đình này thường đắt hơn khoảng tầm 1,5 lần so với giá hiện tại các bạn nhé. Các cây bên mình đã được cắt tỉa gọn gàng, cành tán được uốn thế này, dáng chi rất là đẹp mắt, nụ hoa rất là to mập các bạn nhé. Hoa trà mi thì tượng trưng cho một nét đẹp quyến rũ cổ điển này, được rất nhiều gia đình lựa chọn trồng vào mỗi dịp Tết đến xuân về các bạn nhé. Đấy. Các bạn trồng chăm sóc tốt thì cứ thời điểm này hàng năm thì cây bắt đầu đóng nụ nhé. Đấy, thời gian đóng nụ kéo dài khoảng từ là 4 đến 5 tháng này. Đến giữa khoảng tầm tháng 12 âm lịch thì chúng ta đã có những lứa hoa trà mi đỏ để chơi Tết các bạn nhé. Đấy, hoa rất là bền hoa. Hoa có thể chơi trong vòng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng các bạn nhé. Cây hoa trà mi thì nằm một dòng hoa thân gỗ lâu năm. Đấy, các bạn trồng chơi hoa càng lâu thì giá thành của nó càng cao. Giá thành của nó thì có thể lên tới vài chục triệu đồng một cây các bạn nhé. Rất là sai hoa sai nụ các bạn nhé. Cây rất là trồng chăm sóc thôi. Thích nghi tốt, vườn mình thì số lượng rất là nhiều các bạn nhé. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn nhà mình. Nhà vườn Huy Hoàng chuyên cung cấp các giống hoa, cây quả độc lạ. Địa chỉ vườn mình ở phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Số điện thoại Zalo 092 692 2886 nhé. Đấy, bên mình sẽ hỗ trợ các bạn quy trình trồng, chăm sóc, tư vấn cách trồng như thế nào để cây ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên Đán các bạn nhé.